trong các ưu tiên chính, chẳng hạn như phát triển khu công nghiệp hiện đại, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, sáng tạo công nghệ sản xuất thương mại hiệu quả hơn nữa, phát triển năng lượng tái tạo và nâng cấp các ưu tiên công nghiệp và năng lượng. Thank you.